Xin chào tất cả các bạn, mình là Sanix EK. Hôm nay mẹ mình mua cho mình cả một túi quần áo luôn. Mình sẽ lấy bộ này chưa? Bộ gì đấy? Bộ Mickey. Màu gì? Màu đen. Màu xám. Xám và đen và vàng và xanh lá cây. Và trắng. Mỗi tiếp theo nữa nhá. Quái vật monster à? Wow, màu trắng và quái vật monster màu xanh da trời đúng không? Và màu tím nữa. Và màu tím, tím là trang trí thôi, màu và chính, màu chính của nó thôi. Mẹ, cái lưỡi màu xám này. À. Ok, sang bộ tiếp theo. Ừ. Là bộ cần cẩu đi. Cần cẩu à? Cần cẩu màu gì đấy? Màu vàng. Đẹp thế, ôi bộ màu này đẹp thế. Chợ bê tông nhà cát kia. Sang bộ màu xám, bộ bê tông nhá. Bộ màu xám à, màu xám là xe trộn bê tông à? Đúng vậy nhá. Còn gì nữa nhỉ? Bộ khủng long. Mẹ mua cho mình nhiều đồ thế. Em bé có thích không? Để xong rồi mẹ đăng cho các bạn con em nhá. Mẹ đăng cho các bạn của con xem nhá. Đây chính là một thứ Halloween. Màu da cam. Đây là một nhân vật chính của nó. Và chính là bộ cuối cùng là ô tô đang đi trên trời tuyết. Ô tô đi xe trời tuyết à? Ok. Hết nhiều quá. Tha hồ mặc. Ơi.